Xin chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ bắn chế độ zombie V4. Thì bên mình kêu là SMX gì đó, cầm miệng nó đi. Mà lâu nay mình không được chơi cho nên là chơi hơi ngu xíu, với lại cái tuần này thấy cảm thấy chán chán nên là không có bắn được. Rồi mới vô làm vô luôn. Mày nghĩ gì cũng đầu. Mày nghĩ gì cũng đầu. Mày nghĩ gì cũng đầu. Thật, anh niên lắc. Mày nghĩ gì cũng đầu. Mẹ mày. Mày nghĩ gì cũng đầu. Mày nghĩ gì cũng đầu. Mày nghĩ gì cũng đầu. Trời ơi, nó ghép ra mẹ con dơm đây, tức dễ sợ. Trời ơi, hero chạy xa quá vậy. Bị cao bị sao, phi nhanh phi xa. Chích chích bà mày đi, chích chích bà mày đi. Đó. Mà nhắn gọn không được ta. Cái đậu xanh là zombie V1. Là zombie level 1 chứ. Mày ngu người. Ôi. Chờ tiếp tục nha anh em. Bà mẹ nó mới vô dán đầu làm dơm. Mới bật nãy giờ bắn ống sao quay clip dán đầu tiên làm dơm mẹ nó mất. Ai chơi. Cái bú này đập mất cường dễ sợ. Bú rồi kêu ở Việt Nam kêu bú gỡ đinh đó anh em. Ừ gỡ đinh thiệt nè. Gỡ đinh cái nè. Chạy. Rồi con xin rồi. Chạy lên lại. Chạy lên lại. Nên là chúng ta cố gắng mà có một cái tình yêu đó sáng hơn đi. Lên cho ăn một băng đạn, nguyên băng đạn không ôm. Mày hả mày? Trời ơi, giấm đỏ kìa. Xanh lè. Thanh niên giấy tôi nè. Thanh niên tôi nè. Thì hôm nay mình sẽ bắn chung với cây đê camo nha anh em. La liếm trời ơi. Những pha như này là tôi thích lắm. Làm gì vậy? Chạy mẹ mất. Giết cho nhanh được rồi. Chạy. Chạy với cháy à. Mày đứng yên à. Multi kill liền. Tao lì lắm. Rồi tiếp tục nha anh em. Room nãy hết game cho nên là mình qua room khác mình chơi. Dạo này nhiều anh em yêu cầu mình làm hắc mỹ ít quá cho nên mình phải làm lại thôi. Chứ mình làm bắn đấu đơn hồi anh em cũng xem không vui. Rồi dân đâu đây ăn cho nó sướng thôi. Đó trời phê dễ sợ. Anh em tôi nhìn nhau yếm cười à. Tao đâu có yêu mày, mày cũng đâu đừng yêu tao chứ. Giờ không phải là lúc anh em mình yêu nhau đâu ha. Ừ.
Mình còn 18 nữa. Tao nói rồi mà, tao nói không phải là lúc yêu nhau đâu. Nó là tao cho mày bay đâu đi. Bảo rồi, cứ lì. Lì. Nói rồi mà vẫn lì. Lì, lì này thì lì. Lì thì bốt xin. Ô đồ, anh nên tham nè. Ôi mình xin. Mình xin. Mình xin. Bộ mày tưởng thấy súng tào lao là yếu hả? Bộ mày tưởng cương thi là tao sợ hả? Những pha né thiệt là ảo. Không ảo gì mấy đâu, chẳng qua là nó ngu thôi chứ ảo mẹ gì. Ngu thì bố cha nhiều quả bơm nhá. Nhá. Tôi nó xuống này rồi. Ôi giời, chúng nó chạy ghê quá. Chúng nó chạy ghê quá. Tôi chạy vô đó là tôi biết tôi chết rồi. Ôi thanh niên này thẳng du à. Tiêm bi lại thẳng du, trời ơi. Nhục mặt tiêm bi quá. Tiêm bi bắn hơn tiêm bi hơn có 5 kill à. Dịp mẹ đi, đừng nghỉ đi, đừng bắn tiêm bi nữa chứ. Ha. Nghỉ, dịp ngủ nghỉ phẻ. Tôi nhớ là đợt, và đợt cái cây đe đây là bao nhiêu đạn ta? 9/90 viên mà ta. Sao giờ vậy ta? Mình xin. Đó, phê, trời ơi. Mới vô có mẹ phê kêu như vậy rồi, ai chịu nói. Đó, các bạn phê không, thấy phê không? Mình nói thiệt với mấy bạn luôn, cái dòng G33 là cái này bắn phê nhất. Nguyên cái dòng của nó có 3 cây. Đây cái này á có nòng nhà hãm thanh á. Bắn nó ít giật. Lại mình thấy cái đam nó to hơn là đam mấy cây kia. Spray cũng êm. Nào thêm đạn cái coi. Tôi chà nó. Tôi lấy tôi khỏi đi. Trời ơi. Giờ miếu ớt quá. Cái đậu xanh tính ra tao đặt nó dư ù mấy thằng quỷ nè. Mày thương bạn tao à? Mày nữa à? Rồi, chú tính là anh gì anh? Chú tính làm gì anh? Mấy chú tính làm gì anh? Ân hận quá. Giờ nó mới mất giáp rồi trời. Trời ơi, giờ nó mới mất giáp à. Giờ tiếp tục nha anh em. Anh thanh niên nãy kia nãy lầy quá. Trời, cầm tim bi, thẩm du nữa, việc còn làm hero nữa. Nhục quá. Nó như tôi nè. Bây giờ commando. Đâu có thêm hero, e làm hero chi. E hero chém chán chết bà. Thế những trường hợp nào mình cảm thấy mình phấn khích kiểu như nó rượt nhiều quá, đạn súng hết rồi luôn á, là mình nghe mà làm hero. Còn thanh niên Savage Spray. Thanh niên nãy giờ được tôi nè. Tổ cha nó thiệt á. Tôi nó thiệt, tôi mà cầm cái lục như là mâu sơ là chết mẹ với tôi rồi. Thanh niên có chạy đi ha. Phải chạy đi ha. Tên gì ai? On Max hả? Ôi. Ồ, thanh niên ngu người tự nộp mạng nha. Tôi không làm gì hết nha. Woo. Thanh niên lầy
Thanh niên bắn tim bi lầy quá. Chào à, thêm coi con con cương thi nữa. Chạy lắm ghê hả? Cái lỗi gì đâu á? Cái lỗi gì đâu á? Có lỗi gì đâu á? Hello, it's me. Làm gì nhau? Làm gì nhau? Lầy quá. Ok thì bây giờ sẽ là dáng cuối nha anh em. Bây giờ mình sẽ thực sự gọi là troll. Dáng cuối mà mình troll. Mình troll ghê lắm. Dáng cuối thường thường mình troll ghê lắm. Mình không có chơi lầy kiểu như là bắn lấy kill rồi đâu. Bắn mấy cái súng ra này mục đích của mình không phải là lấy kill. Test đam game review lại cho anh em coi vui thôi. Kiểu như súng lạ lạ đập đập. Thấy bắn vô bắn vui thôi. Ô, người ta đang nhìn nhau à. Rồi xuống này. Cái đồ dữ luôn. Anh cuối rồi, dữ luôn. Cảm hết rồi. Im. Mày bậy quá. Anh em với nhau mà mày bậy quá. Trời nó máu nó trâu dễ sợ luôn. Tôi nghe đồn nãy mày giết tao ghê đó. Tao nghe đồn nãy mày giết tao ghê đó. Nữ y đái xinh đẹp. Hay. Rồi mấy cô lên đây ăn bơm này. Làm gì nhau? What the fuck? Rồi tạm biệt anh em nha.